Xin chào tất cả các bạn. Sau khi mà các bạn đã hiểu về cấu trúc của website rồi, biết cách xây dựng một cái sitemap như thế nào cho nó chuẩn rồi, thì trong video này Tuấn sẽ chia sẻ với các bạn ba cái yếu tố cơ bản, hay có thể gọi là ba cái thành phần chính khi mà chúng ta thiết kế một cái website. Thứ nhất là theme, đó là giao diện của website. Thứ hai là thiết kế các page, các trang của website. Thứ ba là thiết kế các post, các bài viết trên website. Vậy theme là gì? Trong cái file mindmap này thì Tuấn cũng đã trình bày theme là gì bằng những cái ngôn từ rất là thông thường, không sử dụng những cái thuật ngữ chuyên ngành để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Thứ nhất thì các bạn thấy theme là tập hợp các yếu tố như là màu sắc này, hình ảnh này, phông chữ này, cách bố trí nội dung được sắp xếp một cách hợp lý để tạo ra một cái diện mạo đồng nhất cho website. Ở đây thì mình có hai cái ví dụ. Ví dụ như ở trong một cái trang thì ở phần đầu trang nó là header ấy, thì nó sẽ thường có những nội dung như là thanh menu này, logo này, thông tin này, có nút tìm kiếm này, hay là vị trí của các phần tử thế nào này, kích thước ra sao, hiệu ứng của nó như thế nào, vân vân. Tất cả các yếu tố đó đều thuộc phạm trù đó là theme. Còn cụ thể như ở trong menu đó sẽ viết gì, như là giới thiệu này, hay là about us, hay là trang bài viết thì có thể viết là danh mục bài viết này, blog này, đúng không ạ, trang tin tức này, thì đó là những cái nội dung cụ thể bạn có thể tùy chỉnh được một cách thoải mái, nó không thuộc về theme. Đó là trong một trang. Còn ví dụ trong một cái bài viết, khi mà bạn đọc một cái bài báo ở trên mạng ấy, đó là một dạng của bài viết, bài post, thì trong bài viết đó nó sẽ có những gì ạ? Nó sẽ có tiêu đề này, vị trí tiêu đề này, có những cái thông tin của bài viết bao gồm như là ngày tháng viết này, tác giả này, số lượng comment này, có đoạn liên quan tới nội dung chính này, có mục liên quan tới các bài viết liên quan này, hay là thậm chí có những cái đoạn hay là có những cái ô để quảng cáo cho một cái sản phẩm hay dịch vụ khác. Tất cả những cái vị trí mà được sắp xếp bố cục như vậy được gọi là theme. Vậy thì thiết kế theme ấy có nghĩa là từ một cái cấu trúc website mà chúng ta đã xây dựng, đã có sẵn rồi, thì mình sẽ bắt tay vào sắp xếp vị trí này, kích thước này, màu sắc này, hiệu ứng cho từng cái phần tử chung. Ví dụ khi mà bạn có một cái căn nhà thì chúng ta sẽ lựa chọn nội thất làm sao cho phù hợp, đồng bộ với cái phong cách thiết kế của cái căn nhà đó, đúng không ạ? Cái phong cách và thiết kế thì đó là cái cấu trúc website mà Tuấn đã chia sẻ cho các bạn trong cái video trước rồi. Còn những cái phần cụ thể hơn bên trong ấy, ví dụ như là phần nội dung truyền tải ấy, thì tùy từng bài viết mà nội dung nó sẽ khác nhau. Các bạn có thể tùy chỉnh nó thì lại tương tự như những cái vật dụng cá nhân mình sẽ mua và bổ sung cho cái ngôi nhà của mình sau, thì cái nội dung đó sẽ được làm riêng biệt, không liên quan gì đến theme cả. Chính vì vậy mà trong quá trình thiết kế theme, mình không cần nhất thiết phải soạn thảo những cái nội dung bài viết một cách đầy đủ ngay. Mình chỉ cần có một cái ý tưởng để bố trí, ví dụ như ở cái đoạn này mình sẽ sắp xếp và truyền tải cái nội dung gì. Ví dụ bạn thiết kế một cái theme cho tất cả các trang bài viết, nó sẽ hiển thị giống nhau. Ví dụ như là ở đoạn tiêu đề này, tiêu đề nó phải màu đen này, đúng không ạ? Kích thước nó phải là 32 này. Ở phía bên phải của bài viết thì nó sẽ có một cái thanh size 3 này. Ở thanh size 3 đó nó sẽ hiển thị nội dung của các bài viết liên quan này. Hay là phải có một cái đoạn menu danh sách các chuyên mục bài viết của website hiển thị ra này. Và nó phải có một cái thanh công cụ tìm kiếm này. Hoặc là phải có thêm một cái ô hình ảnh để bạn có thể đặt được một cái poster hay banner quảng cáo cho từng cái chương trình hay là từng cái sản phẩm mới của bạn. Ví dụ như vậy, cái việc mà bạn sắp xếp như vậy thì nó chính là cái quá trình thiết kế theme. Sau khi mà chúng ta thiết kế theme xong thì các bạn mới đến cái phần là thiết kế các trang cụ thể. Ví dụ như là trang chủ. Ngay cả khi các bạn vào thiết kế trang chủ ấy, thì các bạn cũng không nhất thiết phải cần chuẩn bị một cái nội dung hoàn chỉnh. Trong toàn bộ cái quá trình thiết kế website cũng vậy, không nhất thiết các bạn phải có một cái nội dung hoàn chỉnh ngay từ đầu. Mình chỉ cần có cái nội dung cơ bản để ghép vào trước, để có thể hình dung một cách rõ ràng. Còn sau đó thì chắc chắn mình sẽ chỉnh sửa và bổ sung thêm nội dung sau. Còn ở cái khâu thiết kế website nói chung thì theo Tuấn, mình không cần tập trung quá nhiều thời gian vào khâu viết nội dung. Mình chỉ cần có những cái cơ bản để phân bố những cái nội dung chính. Ví dụ như là đoạn này sẽ nói về giới thiệu công ty này, đoạn này sẽ nói về sản phẩm hay là mô tả sản phẩm chẳng hạn. Còn việc mà các bạn đi tải hay là đi mua một cái theme, một cái template có sẵn về, thì bản chất nó giống như là bạn mua một ngôi nhà đã có sẵn đồ đạc, có sẵn cấu trúc nội thất cơ bản. Giờ thì mình chỉ cần chỉnh sửa nội dung, nó giống như là cái việc bạn sắp xếp những cái vật dụng cá nhân mua thêm vào cho căn nhà đó mà thôi. Và các bạn phải chú ý là cái theme nó không phải là cấu trúc của website, tức là nó không thể hiện rằng làm cách nào để có thể đi từ trang này sang trang khác. Các bạn có thể liên hệ với Tuấn để tải cái bản PDF mindmap này về để các bạn có thể nghiên cứu một cách chủ động hơn. Tiếp theo là một cái vấn đề mà Tuấn thấy rất là thú vị, đó là một câu hỏi: một website có thể tạo được bao nhiêu theme?
Hồi đầu ấy, khi mà chưa biết đến Elementor hay là các công cụ kéo thả như thế này thì mình hoàn toàn là chỉ đi mua hay là đi tải các cái theme mẫu về thôi. Nhưng mà những cái theme mẫu đó thông thường thì mỗi website chỉ dùng được một theme. Nếu mà mình muốn sử dụng nhiều theme trên một website ấy, thì cần phải sử dụng những cái tiện ích khác để có thể ghép thêm những cái theme vào đó. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là khi dùng cái cách đó thì website của bạn nó sẽ bị chậm, load nó rất là chậm, nó sẽ làm mất đi cái trải nghiệm người dùng của khách hàng. Ví dụ như đi từ trang A sang trang B thuộc hai cái theme khác nhau thì nó khả năng bị chậm là một này, hoặc là nó sẽ bị xung đột, thậm chí là nó có thể bị lỗi phông nữa. Có thể bây giờ đã có nhiều cái công cụ có thể khắc phục được cái vấn đề này rồi, nhưng mà sau một thời gian dùng Elementor xong thì mình thấy nó cũng không cần thiết nữa, không cần phải mất thời gian để đi tìm hiểu. Bởi vì trên Elementor mình muốn tạo bao nhiêu theme cũng được, tùy vào cái dung lượng website của bạn. Trên Elementor ấy, nó giống như kiểu là mình vẽ trên một cái trang giấy, thích vẽ bao nhiêu cũng được. Trong Elementor nó có một cái chức năng rất là hay, đó là chức năng đặt điều kiện hiển thị. Giả sử mình thiết kế một cái theme A và bạn có thể đặt cái điều kiện hiển thị cái theme A này cho những cái trang nào mà bạn muốn cụ thể. Ví dụ nhé, mình có một cái theme chính là A1 và theme phụ là A2. Mình muốn cái theme chính A1 đó sẽ hiển thị ở phần lớn các bài viết trên website của mình. Nhưng mà với một số cái trang hay là cái bài viết cụ thể, mình muốn nó hiển thị với một cái phong cách đặc biệt, đặc thù hơn, đúng không ạ? Nó sẽ khác đi và mình muốn làm nổi bật nó, thì mình sẽ thiết kế riêng một cái theme là A2 dành riêng cho những cái bài viết đấy. Thì mình hoàn toàn có thể làm được và đặt cái điều kiện hiển thị cho nó, và nó chỉ hiển thị cái theme A2 kia cho những cái nội dung mà bạn muốn nó hiển thị một cách khác đi hay là hiển thị một cách nổi bật hơn. Đó là một cái ưu điểm của Elementor. Còn nếu bạn muốn thiết kế một cái trang landing page, thật ra bạn cũng có thể tạo ra hàng trăm, hàng nghìn cái landing page khác nhau. Mỗi cái landing page lại là một cái phong cách khác nhau. Nó liên quan tới việc thiết kế một cái trang cụ thể thì trong phần sau Tuấn sẽ nói kỹ hơn. Nhiều bạn cũng có thể thiết kế theme riêng cho nó cũng được, nhưng mình thấy nó không cần thiết. Vì cái landing page ấy, nó chỉ đơn thuần là một cái trang đơn thôi, để phục vụ cho một cái chương trình cụ thể nào đó. Mình không cần nhất thiết phải tạo một cái theme riêng, mà khi có một cái chiến dịch hay là một cái chương trình nào đấy thì mình mới tạo ra một cái trang mới thôi, tùy thuộc vào cái mục tiêu của bạn. Đó là cái sự linh hoạt và đa dạng của công cụ Elementor này. Các bạn có thể tạo ra vô số các cái theme cũng được, nó chỉ bị giới hạn bởi cái dung lượng của website của bạn mà thôi. Hosting của bạn càng lớn thì bạn càng chứa được nhiều. Sau khi mà đã thiết kế được theme rồi ấy, thì mình sẽ đến thiết kế cái page, gọi là cái trang ấy. Page là danh sách các trang riêng lẻ xuất hiện trên website của bạn. Và page cũng có thể được thiết kế dựa trên theme, hoặc là có thể được thiết kế với một phong cách riêng. Khi mà thiết kế theme xong, mình chỉ cần tập trung vào thiết kế những cái trang đặc thù mà thôi. Ví dụ như là trang chủ này thì bắt buộc phải thiết kế này, hay là trang cửa hàng này cũng vậy này, trang thanh toán hay là trang giỏ hàng chẳng hạn. Nhưng mà sau khi thiết kế theme xong ấy, thì các bạn không cần phải quay trở lại để thiết kế những cái trang bài viết, trang điều khoản điều kiện hay là cái trang chính sách bảo mật nữa. Bởi vì những cái theme mà bạn thiết kế nó có sẵn những cái form này rồi. Nó được gọi là single page, hay còn gọi là tiếng Việt là trang đơn ấy. Bởi vì là trong quá trình thiết kế theme ấy, mình đã có những cái mục thiết kế trang đơn. Khi mình đã thiết kế xong những cái trang đơn rồi, trên cái website sẽ có nhiều cái trang rất là thông dụng và phổ biến, nó không quan trọng cái phong cách riêng ấy. Thì mình không cần mất thời gian để thiết kế, mà mình sẽ dùng luôn cái giao diện của single page đó để ốp vào luôn. Ví dụ như là cái trang tầm nhìn sứ mệnh này, trang điều khoản điều kiện, trang chính sách bảo mật, hay là cái trang tuyên bố trách nhiệm. Còn nếu mà bạn không thiết kế cái theme trước mà thiết kế trang trước cũng được, chỉ là mất cái thời gian thôi. Mất cái thời gian thiết kế những cái trang có phong cách giống như nhau, như là trang tầm nhìn sứ mệnh này, trang điều khoản điều kiện này, trang chính sách bảo mật, hay là trang tuyên bố trách nhiệm. Nếu mà không thiết kế cái theme trước thì mỗi trang này mình lại phải làm lại một lần, cùng một công việc rất là mất thời gian, đúng không ạ? Mặc dù là ở Elementor bạn cũng có thể lưu lại và copy paste sang, nhưng mà dù sao nó vẫn rất là mất công hơn. Vì cái số lượng trang ít thì đỡ, còn đến hàng trăm trang giống nhau chẳng hạn, ví dụ như là cái trang sản phẩm ấy, có đến hàng chục, hàng trăm sản phẩm, thì bạn sẽ rất là mất công và rất mất thời gian. Các trang cho từng sản phẩm ấy thì sẽ có những cái thiết kế giống nhau, thì tội gì mà chúng ta không thiết kế một cái theme ngay từ đầu. Có phương án tốt hơn thì tội gì mà mình không dùng. Tóm lại là bạn cần phải thiết kế những cái trang đơn như là trang chủ này, trang giới thiệu này, trang liên hệ này, trang cảm ơn này, trang lỗi 404 này, trang kết quả tìm kiếm này, trang hiển thị danh sách bài viết này, hay là trang landing page này. Khi các bạn đã thiết kế theme rồi thì nó sẽ có những cái cố định như là header, footer này, đúng không ạ? Hay là phần sidebar bên cạnh, hay là phần tiêu đề này, vị trí nội dung chính này. Khi mà thiết kế theme xong rồi thì các cái trang cơ bản ấy bạn chỉ cần mất 30 giây thôi, rất là nhanh. Sau khi mà các bạn hiểu được
page là gì rồi, đúng không ạ? Trang là gì rồi? Thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến post, các bài viết ạ. Nếu danh sách page là danh sách các trang thì post là danh sách các bài viết. Cả hai cái này đều thể hiện nội dung, nhưng mà post sẽ thể hiện theo theme đã được thiết kế. Đó là những lý do tại sao mà mình cần các bạn phải thiết kế theme trước. Trong cái quá trình thiết kế theme ấy, thì mình phải thiết kế cái cấu trúc bố cục của trang bài viết rồi. Nó sẽ không thay đổi được trừ khi là bạn tạo ra một cái theme khác cho các bài viết riêng. Thông thường thì các bài viết đều có chung một cái bố cục này, đúng không ạ? Chung một cách sắp xếp này, chung một cái kiểu vị trí này. Ví dụ khi các bạn đọc các bài báo trên Cà Phê F này hay là VN Express chẳng hạn, các bạn đều thấy một cái bài viết cụ thể sẽ luôn có một cái bố cục. Ví dụ như là trên đầu là cái thanh menu này, đúng không ạ? Thì logo ở bên trái này, các nút menu ở giữa này, đúng không ạ? Các nội dung menu ở giữa này, thanh tìm kiếm thì ở bên phải này, bên dưới là danh mục các chủ đề này, phía dưới nữa là tiêu đề bài viết này, đúng không ạ? Tiếp đó là các thông tin bài viết như là ngày viết này, tác giả này, lượng comment này. Tiếp dưới thông tin bài viết là phần mục lục bài viết này, phía dưới là phần nội dung chính này, rồi đến các bài viết liên quan, vân vân. Đó chính là cái bố cục, hay còn gọi là theme. Bố cục đó thì mình đã thiết kế ở theme rồi, nên hầu như ở cái mục này mình không cần phải thiết kế một cái gì liên quan đến post cả, trừ khi là bạn muốn thiết kế một cái trang bài viết đặc thù. Vậy là toàn bộ video trên đây, Tuấn đã chia sẻ cho các bạn cấu trúc cơ bản của một website như thế nào. Thì trong phần tiếp theo, Tuấn sẽ chia sẻ cho các bạn phân nhóm chức năng trong website như thế nào. Các bạn hãy xem lại kỹ nội dung của video này. Các bạn hãy comment Gmail hay là số điện thoại ở phía dưới video này, hoặc là inbox trực tiếp cho Tuấn qua số điện thoại Zalo 0943421766, thì Tuấn sẽ gửi cho bạn cái file PDF để bạn nghiên cứu. Các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn và team VTcom. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.